Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một dòng xe đua của Gian, rất là cao cấp và nổi tiếng, đến từ một thương hiệu SCR2. Vâng, đây là một dòng cao cấp các bác nhé. Một dòng rất là mới của Gian, dòng đua. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và về ngoại hình thì em đánh giá chiếc xe này rất là mới các bác nhé. Màu đỏ trắng, màu rất là sang. Em đánh giá trên 90%. Một chiếc xe cao cấp đến từ thương hiệu của Gian, dòng SCR2. Được trang bị dây âm sườn đây. Những chi tiết của xe rất là cầu kỳ và cao cấp các bác nhé. Đây, như là cái cọc yên này, rất khác so với những chiếc xe Gian dòng đua bình thường. Em sẽ lướt qua tổng thể thích xe để xem. Hầu như là không có một vết xước. Đây, những vết bẩn thôi, bẩn do xích. Như các bác thấy đây là không có một vết xước nào các bác nhé. Rất ít xước đây. Dây âm sườn. Yên, cọc yên và yên rất là mới các bác nhá. Yên nguyên bản của Gian. Gian đây. Hình thức yên. Gian SCR2, các bác có thể lên Google để search về chiếc xe này. Một chiếc xe của Gian, một dòng đua rất là mới mang thương hiệu của Gian SCR. Cổ phốt ghi đông nguyên bản của Gian. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora, 9 tốc độ bê tầng lít và 2 tốc độ bên đĩa, cho xe 18 tốc độ bấm. Càng nhôm. Mã QR của hãng. Vâng, và em sẽ quay thông số lốp. Lốp có thông số là 700 × 23C. Khung là hợp kim nhôm các bác nhé. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Sora. Bộ phanh 3 mảnh. Củ đề của Shimano Sora. Trang bị lốp của Gian 700 × 23C. Vâng, bây giờ sẽ đo size đứng của xe. 48, 47. Vâng, và chiếc xe có size 47. Và trên khung xe có ghi size S, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Được trang bị 9 tầng lít và 2 đĩa, cho xe 18 tốc độ. Em sẽ test chuyển động của xe. Vâng. Lên lít. Chuyển động rất mượt các bác nhé.
nguyên bộ group của Shimano Soda, xuống lít, xuống đĩa, đùi đĩa 2 tầng của Shimano Soda lên. Vâng, chuyển động rất tốt. Gạt đĩa của Shimano Soda. Vâng, và giờ review xong chiếc xe Gian SCR2, một chiếc xe đua mang thương hiệu của Gian, được trang bị dây âm sườn nguyên bộ group của Shimano Soda. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 10 triệu, miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất ở chiếc xe. Và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.